quan phân biệt những cơ quan ngoài phúc mạc và những cơ quan có thể mổ cắt bỏ dưới thành mạc. Để hỏi được, để trả lời được câu hỏi này, đây là một kiến thức, đòi hỏi một kiến thức rất là khó. Các bạn phải vượt qua được hai điều. Điều thứ nhất là định nghĩa được cái anatomy của những cơ quan extra peritoneal. Và các bạn phải hiểu được hai điều về cái serous membrane. Cái thứ nhất, đây là thanh mạc. Cái thứ hai, trong cơ thể có hai cơ quan mà người ta thường có thể mổ cắt bỏ dưới thanh mạc trong thời kỳ chưa có mổ nội soi, tức là mổ open đó, đó là ruột thừa và túi mật. Các bạn có thấy đây là hình ảnh của một cái ổ bụng. Cái màu vàng là những cái chặt tạng nằm trong ổ bụng và nằm trong phúc mạc. Các bạn nhìn vô đây, các bạn có thấy bàng quang là một cơ quan nằm ngoài phúc mạc, ta gọi là extraperitoneal. Một số sách nó gọi là subperitoneal nhưng không chính xác lắm. Tử cung cũng là extraperitoneal và trực tràng có một đoạn cũng extraperitoneal. Có nghĩa là khi phẫu thuật những cơ quan này, người ta thường tách phúc mạc ra trước. Sau khi hoàn thiện thủ thuật khâu giá cơ quan này, người ta sẽ khâu phúc mạc riêng để ngộ nhỡ có bị xì không bị viêm phúc mạc. Còn trong trường hợp những cơ quan mà ta có thể mổ trên nó với kỹ thuật gọi là cắt ruột thừa giữa thành mạch, ta gọi là serous membrane. Các bạn thấy hình ảnh của cái ruột thừa này chính là sao minh tràng. Hình ảnh của cái ruột thừa này chính là sao minh tràng mà lại dưới thành mạch. Trong những trường hợp đó, khi mổ mở mà quá khó, người ta sẽ dùng kỹ thuật gọi là cắt ruột thừa dưới thành mạch, hay còn gọi là lột vỏ chuối. Người Việt Nam rất quen với kỹ thuật lột vỏ chuối, có nghĩa là ta ăn xong trái chuối nhưng vỏ chuối vẫn còn lại. Đối với túi mật cũng vậy. Trong một số trường hợp, khi cái túi mật bình thường, nếu mà cái túi mật còn đẹp, người ta sẽ mổ theo kỹ thuật xuôi chiều, có nghĩa là người ta sẽ tách cái túi mật ra khỏi giường túi mật, cái giường túi mật ra khỏi cái thanh mạc, cái vỏ bọc Nixon của gan để cầm máu cho tốt. Sau đó người ta đi ngược chiều, người ta đi xuôi chiều về phía cổ túi mật để khống chế động mạch túi mật và sau đó cắt bỏ ống túi mật. Trong một số trường hợp túi mật đã bị hoại tử và không còn cái giường túi mật để người ta bộc lộ và bóc tách nữa, lúc này đụng tới sẽ chảy máu rất dữ, bắt buộc người ta phải vào cuốn túi mật trước, khống chế cái cystic artery hay còn gọi là động mạch túi mật trước. Sau đó, sau khi đã khống chế động mạch túi mật, sau khi đã khống chế cổ túi mật, người ta sẽ đi ngược chiều về đáy túi mật để bóc bỏ trọn cái túi mật nhưng còn để lại giường túi mật, ta gọi là cắt bỏ túi mật dưới thành mạch. Như vậy ta phân biệt chỉ được hai chữ: những cơ quan nằm extraperitoneal và những cơ quan nằm mà ta có thể cắt bỏ dưới thanh mạch, đó là ruột thừa và túi mật. Nhưng đó là kỹ thuật của ngày xưa, của mổ mở. Bây giờ dưới laparoscopy thì những kỹ thuật đó không còn được nhắc tới nữa, vì thông thường người ta đều bóc tách rất là tốt dưới cái máy nội soi, nó đã được phóng đại lên nhiều lần.